Xin cảm ơn quý vị vẫn đang sống với đài truyền IBC TV và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc hoàng tử Đan Mạch sẽ lên ngôi vua Frederick S sau khi mẹ ông thoái vị vào ngày 14 tháng 1. Thái tử Frederick của Đan Mạch sẽ trở thành vua sau khi mẹ ông nữ hoàng Margaret đệ nhị, vị quân vương tại vị lâu nhất ở Âu Châu, tuyên bố vào đêm giao thừa là bà sẽ thoái vị vào ngày 14 tháng 1 tới đây sau 52 năm trị vì. Nữ hoàng 83 tuổi, người lên ngôi năm 1972, đã đưa ra thông báo bất ngờ trên truyền hình trực tiếp trong bài phát biểu của mình đêm giao thừa truyền thống của bà, được nhiều người ở đất nước 5,9 triệu dân theo dõi. Nữ hoàng trở thành vị vua tại vị lâu nhất ở Âu Châu sau cái chết của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị vào tháng 9 năm 2022. Vào tháng 7, bà trở thành vị vua tại vị lâu nhất trong lịch sử của Đan Mạch. Thái tử Frederick sẽ trở thành vua Frederick đệ thập. Frederick kết hôn với Mary Elizabeth Donaldson, người Australia vào năm 2004 và cặp đôi có 4 người con. Ở Đan Mạch, quyền lực chính thức thuộc về quốc hội, được bầu và chính phủ của quốc hội đó. Quốc vương dự kiến sẽ đứng trên chính trị đảng phái đại diện cho quốc gia với các nhiệm vụ truyền thống, từ các chuyến thăm cấp nhà nước đến lễ kỷ niệm ngày quốc khánh. Các hãng hàng không Siberia đã yêu cầu tiếp tục các máy bay phản lực 50 năm tuổi trong bối cảnh Nga đang thiếu máy bay. Hai hãng hàng không Siberia yêu cầu Nga kéo dài thời hạn sử dụng những máy bay Antonov thời Liên Xô, nhiều chiếc trong đó đã hơn 50 tuổi thọ, khi những nhà sản xuất máy bay Nga nỗ lực lấp đầy khoảng trống vì sự di tản của những nhà sản xuất nước ngoài. Những máy bay nhỏ là An-24, An-26 chạy bằng cánh quạt có thể chở 50 hành khách, phù hợp với điều kiện khắc nghiệt ở Siberia và khu vực cực Bắc của Nga. Tuy nhiên, giám đốc điều hành những hãng hàng không, các phi công lẫn các chuyên gia trong ngành cho biết chi phí bảo trì tăng sau khi những lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine ảnh hưởng tới đầu tư và khả năng tiếp cận những bộ phận. Những lệnh trừng phạt cấm cung cấp máy bay mới và những bộ phận cho máy bay do những hãng Boeing và Airbus sản xuất khiến cho ngành hàng không Nga bất ngờ. Antonov chiếm một phần nhỏ trong đội bay hơn 1.000 chiếc chở khách của Nga, nhưng lời kêu gọi kéo dài thời gian phục vụ của chúng từ 60 năm thông thường đã nêu bật những vấn đề mà nhà sản xuất máy bay trong nước phải theo kịp nhu cầu. WHO hủy chuyến viện trợ thứ 6 tới Gaza vì lo ngại vấn đề an ninh. Tổ chức Y tế Thế giới đã hủy một phái đoàn viện trợ y tế theo kế hoạch khác tới Gaza vào ngày thứ Tư vì lo ngại về an ninh. Đây là lần hủy bỏ lần thứ 6 trong vòng 2 tuần. Tổng giám đốc của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đây là phái đoàn thứ 6 tới miền Bắc của Gaza bị cơ quan Liên Hiệp Quốc hủy bỏ vì yêu cầu đến thăm không được chấp thuận hoặc bảo đảm về an ninh được cung cấp kể từ chuyến thăm cuối cùng của họ vào ngày 26 tháng 12. Cuộc tấn công của Israel được phát động sau cuộc nổi loạn chết người của Hamas ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 đã khiến cho phần lớn dân số 2,3 triệu người ở Gaza phải di dời, khiến nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng dân sự bị đổ nát, đồng thời gây ra tình trạng thiếu lương thực, nước và thuốc men trầm trọng. Giao tranh gần đây đã gia tăng bất chấp cam kết trong tuần này sẽ giảm quy mô chiến tranh. Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO cho biết việc khôi phục hệ thống y tế công cộng ở Gaza sẽ là một nhiệm vụ to lớn, ngay cả khi có lệnh ngừng bắn. Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa đã mãn án 7 năm tù. Ông Nguyễn Văn Hóa ngày 11 tháng 1/2024 đã mãn án 7 năm tù theo cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước của cơ quan tố tụng Việt Nam. Ông được về nhà tại xã Kỳ An, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nhưng đang chịu 3 năm quản chế. Thân nhân của người vừa mãn án tù công khai thông tin trên trang Facebook với lời cảm ơn những bó hoa tươi đẹp đến từ bạn bè, người thân, những người ở xa đã tặng anh ấy ngày trở về. Đài Á Châu Tự Do ngày 11 tháng 1 đưa ra thông báo về việc tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa đã mãn án tù về nhà với lời của Chủ tịch Bay Phan là AFA hoan nghênh việc Nguyễn Văn Hóa được trả tự do. Anh bị bỏ tù một cách bất công suốt 7 năm và chịu quản giáo làm quyền ngược đãi. Nguyễn Văn Hóa sinh năm 1995, trước khi bị bắt vào tháng 1 2017, anh cộng tác với đài AFA cung cấp video về vụ biểu tình của người dân miền Trung phản đối nhà máy Hưng Nghiệp Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh xả thải trực tiếp ra biển gây ô nhiễm làm cho hải sản chết hàng loạt năm 2016. Vào ngày 17 tháng 11/2017, tòa án Hà Tĩnh tuyên án Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyễn Văn Hóa đã thi hành án tại trại giam An Điềm ở tỉnh Quảng Nam. Giải cứu 3 người Việt trốn trong thùng container lạnh vào Ireland. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh kiêm nhiệm Ireland cho hay các cơ quan chức năng sở tại thông báo có 3 người được cho là công dân Việt Nam trong nhóm 14 người nhập cư trái phép vào Ireland
trong thùng container đông lạnh. Thông tin trên được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo vào chiều ngày 11 tháng 1 năm 2024, đã nói thêm rằng ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bắc Ireland kiêm nhiệm Ireland để liên hệ cơ quan chức năng sở tại, phối hợp tìm hiểu thông tin và theo sát điều tra vụ này. Trước đó, Đài truyền hình quốc gia của Ireland RTE cho biết có 10 người Kurd đến từ Iran và Iraq, trong đó có 2 trẻ em, cùng với 3 người đến từ Việt Nam và 1 người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, được phát hiện trên phà khi đang đi từ Bỉ đến Ireland. Cảnh sát ở Cornwall, Anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một phụ nữ người Kurd trong container và thuyền trưởng đã ra lệnh khám xét con tàu cập cảng Rosslare Europort lúc 3 giờ sáng ngày 8 tháng 1. Người ta tin rằng những người này đã phá một lỗ trên thùng container để lấy oxy. Những người di cư hiện đang được Cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Chỗ ở Quốc tế chăm sóc và Cơ quan về Trẻ em và Gia đình Tuzla giúp đỡ. Cảnh sát quốc gia Ireland ở West Fox đang dẫn đầu cuộc điều tra về vụ này với sự hỗ trợ của Cục Nhập cư Quốc gia, đồng thời đang liên lạc với cảnh sát và hải quan ở Anh, Pháp và Bỉ, cũng như Cục Cảnh sát Âu Châu Europol và Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. CMG phát động thử thách nhảy Long Ya Long trên nền tảng truyền thông. Tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG đã phát động thử thách nhảy Long Ya Long trên những nền tảng truyền thông xã hội trong và ngoài nước, chào đón năm hoàng đạo mới sắp tới của Trung Quốc một cách thời thượng với mọi người khắp nơi trên thế giới. Những đoạn phim được phát hình trên các tài khoản mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc trên TikTok và Douyin với hashtag là Long Year Long Dance. Trong video, mọi người thực hiện những động tác mang yếu tố là Long nhảy theo điệu nhạc mang tên Share, một bài hát của ca sĩ Trung Quốc Guo Qizhan. Sự kiện này khuyến khích người dân mạng từ khắp nơi trên thế giới tải lên những đoạn phim khiêu vũ, truyền tải một cách sáng tạo khái niệm về năm hoàng đạo theo cách gây tiếng vang với người xem trẻ tuổi, tạo ra một không khí lễ hội mùa xuân. Thử thách mời những người nổi tiếng trên mạng, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và những nghệ sĩ từ nhiều nước khác nhau tham gia. Sự kiện này cho được biết sẽ kéo dài cho tới hết tháng 1 năm nay. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức đầu ngày cùng với đài truyền IBC TV do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi cũng xin cảm ơn IBC Home Shopping đã bảo trợ chương trình hôm nay. Mọi chi tiết liên quan tới những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt, kính chúc cho tất cả quý khán giả và những người thân yêu một ngày mới làm việc gặt hái được nhiều thành công và vô lượng an lạc.